Bây giờ là bước thứ 7 là giải phóng. Giải phóng nó voi. Bài này nó dài dã man nha. Quy. Chưa còn nhiều mà. Mắng mồm dữ à. Nhớ là phải có tham chiếu nha. Tại vì giải phóng còn nhớ của nó mà. Rồi, tiếp theo. Giải phóng nó. Giải phóng như thế nào đây? Sao đây? Delete nó đúng không? Ừ, delete cho mỗi nút. Tại vì mỗi lúc mình nè, tụi em để ý nè, có phải là anh viết cái hàm là edit add theo. Một cái hàm edit add hit và add theo á là chuyển một cái nút, mà khi mình tạo nút có phải ở đây là cấp phép bộ nhớ cho nút nên cho nó không? À mà mình chưa xóa. Thì bây giờ là mình phải xóa từng từ. Mình xóa thôi. Là mình phải xóa từng nốt đi. Ừ. Để nếu xóa từng nốt là mình phải xóa từ nốt cuối đúng không? Tại vì xóa nốt cuối nó chen vì cũng vậy hết á. Đúng vậy hả? Ừ. Vậy bây giờ nè, xóa đúng không? Chạy vòng quay thì nãy nè, ở đây đã khét nôn nè, ở đây con chỗ bơi nè, đầu tiên vô là con chỗ bơi gì? Con chỗ bơi nó bằng như lại là behit đúng không? Là bằng con chỗ đầu. Cho con chỗ bơi chỗ vào và behit là chỗ vào đầu danh sách. Rồi cập nhật là behit bằng với lại là hit.bnet là cho con chỏ behit nó chỏ sang cái nút kế bên cạnh, nút kế tiếp rồi delete cái giải phóng con chỏ này. Nhớ cái vụ mà cho hai con chỏ cấp các bạn con chỏ anh vậy rồi. Anh tạo ra một con chỏ thứ nhất, một con chỏ thứ hai, anh cấp phát con chỏ thứ nhất cùng nhớ rồi anh cho con chỏ thứ anh hai. Xóa đi đúng không? Chưa kịp nói nữa. Nè, nghe lại nha. Anh tạo con chỏ thứ nhất. Anh tạo con chỏ thứ hai. Xong rồi á, anh cấp phép vùng nhớ cho con chỗ thứ nhất. Xong rồi anh cho con chỗ thứ hai chỗ vào vùng nhớ của con chỗ thứ nhất. Đúng không? Rồi anh lấy con chỗ thứ hai delete đi. Rồi lúc anh có đố cái vụ này á, nhớ không? Mấy đứa học lù lù quá chán rồi. Nhớ. Xong rồi chỗ vô nó ra cái giá trị nào đó đi đúng không? Mày nói nó không hiểu vấn đề mình đang nói. In sao BTG1 nè. Rồi, in sao BTG2 đúng chưa? Và đồng thời cấp phát cho BTG1 là BTG1 sẽ bằng new in đúng không? Đúng. Cấp phát bộ nhớ cho con chỏ. Ồ, chán quá, cho con chỏ 1. Rồi, bây giờ là cho con chỏ 2 là BTG2 sẽ chỏ vào vùng nhớ của con chỏ 1 mà vừa mới được mình cấp phát á. Được không? Và khi mình cấp phát cho con chỏ nào đó có người cấp phát thì delete liền. Được chưa? Và nhảy vô giữa mới làm gì đó làm. Ok. Rồi, ở đây là gì? Là cho con chỏ 2 chỏ vào, nhớ là chỏ vào vùng nhớ nha, vùng nhớ của con chỏ 1. Được không? Nhớ là vùng nhớ chứ không phải con chỏ lúc nào cũng có ba phần: giá trị, địa chỉ thật sự của nó và vùng nhớ của nó. Vùng nhớ tức là địa chỉ thứ hai của nó. Địa chỉ này á, có thể là do hệ điều hành cấp phát là đây đây đó, hoặc là nó đang chỏ vào cái con chỏ khác, hoặc là đang chỏ vào một cái biến thường đó. Thì á, cái con chỏ một này anh cấp phát bộ nhớ cho nó đúng không? Anh xin hệ điều hành cấp phát cho nó. Rồi nó có địa chỉ rồi, nó là vùng nhớ này có địa chỉ. Xong rồi anh chỏ con chỏ thứ hai này nè, chỏ vào vùng nhớ mà con chỏ một đang giữ, tức là vừa mới được hệ điều hành cấp phát đó. Được không? Bây giờ muốn hẹn chứng minh cho coi nè. Vùng nhớ đây nè. Chán quá, nhắc lại kiến thức cũ. Con chỏ một dạy nhiêu là quên hết nhiêu. Cuối cùng anh nói chi nói cho đã, tụi em cũng không học cũng vậy. Địa chỉ thật sự của con chỏ 1 rồi. Cái này là vùng nhớ của con chỏ 1 nè. Cái này là số 2. Số 2.
Số 2, số 2. Đó, để ý chạy lên nè. Nè, để ý nè. Địa chỉ học sự con chó 1, địa chỉ học sự con chó 2 nó không dính giáp gì với nhau. Nhưng mà vùng nhớ dính giáp với nhau nè. Vùng nhớ con chó 1, cái này là vùng nhớ do hệ địa hình cấp phát nè. Rồi vùng nhớ con chó 2 là cho con chó 2 trỏ vào vùng nhớ con chó 1, thì có phải hai thì con chó lúc đó con chó 2 nó xài chung với lại vùng nhớ con chó 1 không, là hai thằng này cùng địa chỉ này, hay không? Đúng đúng. Đó. Vậy thì khi mình xóa con chó 2 có nghĩa là mình delete, là mình thu hồi lại vùng nhớ của con chó 2, tức là cũng thu hồi lại vùng nhớ của con chó 1 đúng không? Ừ đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thì mình thì hai anh sẽ chung mà. Vậy thì giống cái này chưa? Ừ, giống, vậy là mình xóa. Giống cái này không? Cái này đang gán mình cho con chó. Mình chỉ cần xóa cái đầu thôi. Ừ, con chó đầu nè. Tức là cái danh sách liên kết nè, ở để ở đây anh vẽ là ba nút cho nó dễ hiểu nè. Anh vẽ lại đi. Có vậy thôi mà, anh thấy quá dễ. Rồi B theo lúc này đang nắm giữ ngay đây đó. Vì ban đầu anh tạo một cái nút ảo gọi là nút B đó, anh cho nó trỏ vào và cho bằng với lại là l.b hit. Đó, cái này hồi xưa anh đố nè, và là bây giờ nó đang vận dụng trong danh sách liên kết đơn nè. Đó, chứ anh đố rồi em á. Đây nè, có phải là con trỏ này nó trỏ vào đây không? Hai thằng này, thằng B hit trỏ vào đây và thằng B đang trỏ vào đây luôn, nếu như mình sử dụng câu lệnh này, đúng chưa? Đúng rồi. Rồi bây giờ á, là trước khi mình xóa đi, trước khi mình sử dụng câu lệnh delete B á, thì mình phải cho con trỏ B hit này nó trỏ vào thằng này đúng không, tức là bẻ gãy thằng này đi. Mà cho thằng này trở vào đây đúng không? Đó. Ừ. À, giữ nguyên cái cục bự này nè. Vậy bằng cách nào? Có phải B hit là con trở đúng không? Nó bằng với lại B hit trở tới net, là tức là cái thằng này đúng không? Là B net đó. Tức là L chấm B hit chấm B hit bằng bằng với lại là B L chấm với lại B hit chấm B net hit trở tới net. B hit trở tới là B net. B net. Đúng không? Thì khi mà cái khúc này nè, tô đậm lên ha. Nè. Có phải cái khúc này nè là nó chi vào cái hàng này không? Nguyên khúc này nè, nó là cái cục xanh này nè đúng không? Cục xanh đúng của rồi, đúng cái hàng số 2 này nè. Đằng này nè. Đằng này là B net nè. Được không? Ừ. Hiểu không? Mà B net thì nó đang trở tới đâu đây? Đang trở tới thằng số 1. Ừ. Vậy có phải update là thằng B hit lúc này nó chạy qua đây chưa? Ừ. Vậy lúc này mình delete B đi. Đúng không? Là hủy đi lúc này. Đúng chưa? Đúng rồi. Đó. Vậy thì cái này lúc trước anh đố tụi em là nó nằm ở đâu đây? Đang trở. Quay ông chỏ đang nằm ở bài nào đây? Bài đúng rồi, bài con chỏ. Biết rồi, nhưng mà bài con chỏ mà lúc đó anh đố á, là nó nằm trong cái bài bài nào đang học đây?
kiến thức nằm trong mày nào đang học đây? Mày ý nó bài là không, là cái danh sách liên kết đó. Ừ, nó vận dụng vô đâu? Bài danh sách liên kết cơ. Được không? No. Ví dụ chị trước đúng không? Hả? Chị trước mà không biết đúng không? Ừ, đúng rồi. Sao biết được? Chưa học con chó mà gì biết. Mà phải học kỹ nữa nè. Vậy đầu tiên thôi, vô là tạo ra một cái nút ảo gọi là thêm đi BTG. Thêm rồi chạy vòng quay thôi. Hả? Và L chấm B hit lộn. Phải không ta? L chấm B hit. Phải khác luôn, để vậy là được rồi. Được không? Rồi, cho là BTG thêm sẽ bằng với lại là L chấm B hit. Rồi cho L chấm B hit chỗ tới là bnet hộ lộn bằng với lại là l chấm b hit chỗ tới là bnet. Rồi lúc này delete gì btg thêm được chưa? Ừ. Rồi xong hết rồi đó. Bây giờ lên comment nhập nè.